Yeah, khi các bạn tháo cái chỗ đây này ra này thì mình hay có cách này này, cách bèo vặt này là mình sẽ dán keo 502, mình sẽ úp vào đây Đó. đó, dán nhẹ nhàng thôi nha các bạn, dán nhẹ nhàng thôi nha, Được rồi. là sau đó các bạn lắp vào bình thường rồi vặn ốc vào nhẹ nhàng thôi. Đây các bạn lắp cái chỗ đen nhá. Đâu rồi, hiện tại là có hai phiên bản chỗ đen, thì bạn nào muốn lấy cái nào lấy nhá. Có chữ Pigeon bên dưới này, rồi cái này thì có chữ Pigeon bên trên này nên nó sẽ to hơn. Cái này để ngoài bọc ra này. Đây, cái này có chữ. Dạ. Ừ, cái này có chữ nè. Dạ, đây mọi người, nó sẽ có hai phiên bản nhé. Nè, đó. Cái này có chữ dưới, chữ À, chữ chữ nhỏ ở dưới. dưới, cái này chữ nhỏ to hơn. Rồi, mọi người thích cái nào thì lấy nhé. Đây thì lắp cái chỗ đen nhá. Thì có một cái cách dễ dễ á là các bạn nhìn kỹ này, nhìn kỹ này. Nó không có một cái gơ nào hết nhá. Thì con ốc này nó sẽ bị tuột ra. Thì khi các bạn mở ra nó sẽ bị tuột, nó còn dính thêm cái này nữa. Thì các bạn muốn gắn cách nào cũng được, có thể gắn con này trước, rồi gắn cái chỗ đen này vào, rồi gắn cái này vào. Hoặc là các bạn có thể gắn cái này vào trước, gắn cái này vào trước, sau đó gắn cái này vào sau, tùy gắn cách nào cũng được. Nhưng mình sẽ chọn cách là gắn cái chỗ đen vào sau nhé. Ví dụ để cho các bạn khách khi đi về á, mà muốn tháo ra thì nó vẫn dính vào đây. Đó, mình đã dán keo vào sẵn rồi, thì các bạn chỉ cần vặn vào thôi. Cái này là để các bạn khách về mà nghịch á thì không sẽ bị tuột lại lần hai nữa. Đây, nó dính vào đây nhé. Đó, nó sẽ không bị tuột nữa này. Đơn giản vậy thôi. Sau khi làm xong cái lưới về này, lưới này sử dụng ốc inox nhá, tán keo nếu nó không có rớt được nhá. Rồi, các bạn giờ là theo mình là cứ lắp cái này vào bình thường, lắp cái chỗ đen vào, sau đó úp cái này vào. Đơn giản vậy thôi. Đây, các bạn cứ lắp vào thoải mái này. Lắp cái chỗ đen vào như zin luôn ha. À, bên đây mình còn chưa lắp ốc này. Rồi, giờ mình lắp cái này vào, vậy cũng được. Đó. Tháo ra này. Đây nha. Còn từng bên thấy đường 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 đường. Không, không sao đâu. Rồi, dọn Nó sẵn đâu vô có đi. rớt đâu. Rồi sẵn vô. Không, thêm hai con lông đen cho nó đẹp. Đây, mình lắp chỗ đen vào rồi này. Giờ mình chỉ cần lắp cái con này vào thôi. Đó, các bạn thấy không? Dễ dàng nhé. Con kia dính keo rồi. Đây, còn bên này này. Bên này cũng vậy thôi. Đó, tìm cái lỗ của nó này. Đây, rồi lắp vào. Rồi. Đây, sau khi đã lắp xong này, đó. Chữ PUN nằm dưới này nhé các bạn. Các bạn đừng nói có nha, nó nằm ở dưới thôi. Đây, và ok xong, cái này. Rồi, Đây để mình cho là ba cái đầu ra. đen. Cái bài đầu đen. Nếu các bạn còn thắc mắc gì, hãy comment phía dưới, FPK sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip.